Xin chào các bạn. Mình là Mùi Dung. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 3 bước làm sạch da thật là đơn giản nhưng lại rất là hiệu quả để có một cái làn da sạch và căng mịn. Cái điều này là mình được học từ chia sẻ của một người bạn mình. Bạn đấy du học ở bên châu Âu và bạn rất là thích cái hãng mỹ phẩm thiên nhiên ở bên Pháp ấy. Trên cái trang của mỹ phẩm đấy thì người ta đã có chia sẻ vấn đề này. Thứ nhất là bạn hãy làm sạch bằng sữa tẩy trang hoặc là sữa rửa mặt. Thì cả một ngày da chúng ta bị bám rất là nhiều bụi bẩn, đúng không ạ? Nhất là bạn nào mà làm việc trong cái môi trường mà ở ngoài ấy. Còn làm chúng ta ngồi trong văn phòng nó đỡ hơn, nhưng mà da nó vẫn tiết ra những cái chất mồ hôi, cho nên là chúng ta phải làm sạch. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai là chúng ta phải cân bằng cho da, cân bằng độ pH cho da. Chúng ta dùng nước hoa hồng để chúng ta bôi lên da ấy, để cho nó thẩm thấu và nó cân bằng cái độ ẩm trên da. Và bước thứ ba chính là dưỡng ẩm. Điều này rất là quan trọng. Chúng ta cần phải cung cấp dưỡng ẩm cho da, giống như cái việc chúng ta phải cung cấp đủ nước cho cơ thể hàng ngày ấy, để cho da sẽ tươi mới hơn. Và bên cạnh ba cái bước đơn giản để làm sạch này, muốn có một cái làn da mà hiệu quả đẹp thì các bạn nhớ là không thể thiếu kem chống nắng khi đi ra ngoài đường nhé. Mình rất là hy vọng với cái chia sẻ ngắn của mình ngày hôm nay ấy, thì sẽ giúp cho các bạn luôn luôn có một làn da rất là sạch sẽ và đẹp. Ba cái bước này thì mình nghĩ rất là đơn giản và không mất quá nhiều thời gian của các bạn đâu ạ. Bản thân mình thì mình cũng đang áp dụng ba cái bước này. Mình là một cái người mà ít khi sử dụng mỹ phẩm, mình chỉ sử dụng những cái cơ bản nhất thôi, những cái mỹ phẩm cơ bản, nhưng mình không hay dùng những cái mỹ phẩm mà thấy quảng cáo là ví dụ kem trộn, hay là dùng một vài lần mà thấy hiệu quả ngay thì mình rất là sợ. Mình thường là mình sẽ dùng sữa rửa mặt và nước hoa hồng và dưỡng ẩm đều đặn cả sáng và tối nhé. Chúc các bạn sẽ luôn luôn là những người phụ nữ hạnh phúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.